Hiện nay, ngày càng có nhiều người tìm đến việc cải thiện tóc bạc sớm bằng các sản phẩm dầu gội thảo dược thiên nhiên như cỏ mực, mè đen, bồ kết, mã đề. Tiêu biểu là dầu gội cỏ mực Mộc Nhu, một trong những sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam với thành phần chính là cỏ mực và mè đen đang được rất nhiều khách hàng tìm mua và sử dụng hiệu quả. Trước đây thì tóc tôi tương đối là chắc, khỏe, đen mượt nữa. Nhưng mà thời gian đây là chắc do áp lực công việc nhiều á, thì tóc tôi bắt đầu bạc rồi. Mà đặc biệt là bạc hai bên mai, mái tóc. Sau khi mà được dược sĩ khuyên dùng dầu gội cỏ mực Mộc Nhu á, thì tôi thấy rất là ưng ý. Thứ nhất là nó tiện dụng, nó an toàn, và được cái nữa là nó tiết kiệm được một khoản chi phí. Trước kia thì tôi mỗi lần mà tóc bạc á, thì hay đi ra tiệm, vừa tốn chi phí mà vừa mất thời gian. Một cái nữa là thuốc nhuộm nó rất là độc hại. Đó. Sau khi sử dụng sản phẩm này á, khoảng một tháng thì tôi cảm giác tóc tôi nó cải thiện lại, cái phần bạc á nó đen trở lại dần dần. Bộ đôi trị tóc bạc cỏ mực Mộc Nhu, giải pháp đột phá dành cho người bị tóc bạc, phủ màu tóc bạc thành đen nhanh chóng mà không cần đi nhuộm, kích thích tóc con mọc ra đen tự nhiên từ gốc, nuôi dưỡng tóc chắc khỏe suôn mượt từ gốc đến ngọn. Tổng đài 1900 7143, hotline 0919 146 444.